Dạ rồi, em chào anh chị nha. Dạ vâng, anh chị cho em xin phép được hỏi là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Em tên là Trần Thị Kim Tuyến và chồng em là tên Thúc Kỷ. Dạ. Em từ Gia Lao, Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai. Dạ, ở Đồng Nai ha. Dạ rồi, thì hôm nay vợ chồng anh chị về đây nhờ được chị Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Em đi, con gái nó bỏ nhà đi từ hôm chủ nhật đó, ngày mùng 2 á. Giờ đã chưa về nhà. Là tìm con gái đúng không ạ? Dạ. Con gái nhà mình tên là gì hả chị? Bé tên Trần Thị Diệm Quyên. Bé năm nay bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. 22 tuổi ha. Em mời chị chia sẻ chi tiết cái sự việc mà con nhà mình bỏ nhà đi ngày 22 như thế nào. Em mời chị. Bé nó quen thằng đó cũng 2-3 tháng gì đó. Nó làm đến thành phố, nó lâu nó về 2-3 tuần nó về một lần. Thì chị cũng thấy chị cũng cho vào nhà chơi thôi, chứ chị không cho đi đâu hết á. Rồi ngày mùng 2 nó về, nó coi nó được ngoài đường không à, nó nhận tin là không có nhà. Mình cũng nghĩ chắc hai đứa nó là giận nhau hay sao á, mình cũng không quan tâm nữa. Để lúc tối rồi nó nói hết, nó ra ngoài sân, mình tưởng ra ngoài sân để nó chơi ngoài thôi. Ai dè thằng đó nó được sẵn ở ngoài đường, chở bé đi luôn. Tức là cái người thanh niên là cái người yêu của con gái nhà mình đúng không ạ? Chờ sẵn. Cái mối quan hệ của con gái nhà mình và cái cậu đấy như thế nào? Lâu như chưa? Thế nào, đến mới thôi, có 2-3 tháng gì thôi à. 2-3 tháng. Nó quen nhau trên mạng á. Cậu đấy ở đâu? Khi mình hỏi thì nó kêu là nó ở thành phố, nó làm bảo vệ gì đó. Mình cũng hỏi rõ nữa. Bảo vệ ở thành phố ha. Còn con gái nhà mình là ở Đồng Nai. Yeah. Làm việc ở Đồng Nai luôn hay không ở đâu? Không có làm việc, nó bé nó chậm chạp lắm. Nó không nên làm như người ta, nó ở nhà, phụ việc nhà thôi à, nó không có làm ngoài. Gia đình nhà chị mấy người con? Nhà em 3 đứa. Bé này là thứ mấy? Bé lợn, bé đầu lắm. Chị cả. Tức là trước giờ con gái nhà mình là không đi ra khỏi nhà, chỉ có ở nhà phụ đi giúp làm cha mẹ đúng không ạ? Nó có đi làm công ty mấy tháng nhưng mà làm cũng được, người ta cũng trả về. Lý do gì làm không được? Nó chầm quá. Nó chầm, nó suy nghĩ là ít lắm. Nó làm không được, nó không chạy việc của người ta không cho làm. Theo như chị đánh giá thì con gái nhà mình có ngoan không? Thì ở trong nhà nó ít nói lắm. Tức là bé có dấu hiệu của khờ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Nó chậm lắm. Chậm ha. Nhưng mà đi làm công ty cũng không được. Nếu mà lứa tuổi mà 22 rồi thì đi làm công ty cái đó là được. Bình thường. Trước giờ là con gái nhà mình ở nhà là thường xuyên sử dụng điện thoại không ạ? Thì mấy lúc giờ rảnh thì nó cứ cầm điện thoại, mình thấy nó buồn, nó không có bàn rồi mình cho chơi gì đó. Bé có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Nó hay chơi cái gì mà TikTok. TikTok phần... trên cái trò chuyện gì ở trên, nói xàm 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 bằng ngay vậy đó. À. Kết bàn gì ở trên cả nhóm vậy đó. Nó chuyện cái bàn ở ngoài đấy thì nhiều thì lắm. Không có. Tức là không có bạn ở ngoài. Chơi với bạn toàn bị bạn lợi dụng không à? Chỉ có trên mạng thôi ha. Trước giờ con gái nhà mình có bỏ đi như vậy trường hợp này lần nào chưa? Chưa bao giờ. Là bé chỉ có ở nhà thì cơm nhà nước thấy dọn chầm dẹp thôi, cũng kem nọ thôi chứ không có cho nó đi đâu hết. Dạ. Không cho ra ngoài. Từ bạn... khi nào mà chị biết được mối quan hệ của cái cậu thanh niên này với con gái nhà mình? Thì lúc nó xuống chơi mình mới biết. Là con gái nhà mình chủ động mời xuống hay là người ta chủ động xuống? Em cũng biết nữa. Một tổ nó lên khuya nó chạy về. Rồi sáng mai người ta nói mình mới biết nó xuống chơi. Xuống mấy lần rồi ạ? 3 lần. 3 lần rồi ha. Theo như chị đánh giá thì cái cậu thanh niên này như thế nào? Em thấy cũng bùi vậy. Ăn mặc như thế nào? Ăn mặc cũng luồm thuồm với dậy đó. Luồm thuồm ha. Rồi vào nhà có lễ phép với cha mẹ không? Cũng có lễ phép với cha nói cô. Nói chuyện như thế nào? Nói chuyện cũng đàng hoàng. Có xăm chỗ các kiểu không? Ừ, xăm đây mình. Xăm bích mình luôn ạ. Khi vào đó thì chị có quan sát được cái dấu hiệu của con gái nhà mình với thanh niên đấy không? Thì có cảm thấy họ quấn quýt bên nhau không? Lúc có mặt chị thì nó không có làm gì, sau lưng thì chắc là lúc đấy cậu có nói là có xin phép gia đình nhà mình không? Vô thì có em xin cho phép vô trong nhà là cho quen con gái không? Không, là tới chơi nó chào rồi nó chuyện thôi chứ. Có ăn cơm không? Không. Ở lại chơi lâu không? Chơi chục là em kéo về, em cho người chơi lâu. Mình sợ đúng không ạ? Dạ. Tại vì con gái nhà mình là khờ. Tổng cộng quen bao nhiêu tháng rồi ạ? Cỡ độ 2-3 tháng thì theo em biết thì cỡ độ 2-3 tháng. 2-3 tháng tới nhà chơi 3 lần. Dạ.
Và cái lần sau cùng chị có thể kể chi tiết hơn cái sự việc mà cái ngày cậu đấy xuống đón con gái nhà mình đi. Cái chiều chủ nhật đó xuống nhà đứng ngoài đường á. Dạ. Tại vì hôm trước em đi thăm con đi bộ đội, về mệt quá thì cứ đóng cửa để nghỉ thôi. Đến lúc ra giục rạc thì nó thấy nó đứng ngoài đường á. Là cái cậu đấy đứng ngoài đường. Vâng. Còn con gái nhà mình trong nhà. Trong nhà, cái khóa cổng hết rồi mà. Đứng ngoài đường nó bất ngờ thì nó thấy mình thì nó chào cô. Thì mình cũng đi vô thôi. Là lúc đấy mình có mời vào nhà không? Không. Không. Tại vì cổng như khóa thì mình nghĩ hai đứa nó thích vô thì bẻ ra cửa mở cửa cho vô thôi. Dạ. Nó kệ nó. Đến lúc trời mưa thì nó đi. Nó đi xong hết mưa thì nó tới lại thì con bé nó xuống mở cửa cho nó vô. Thì cứ ngồi nhà thôi thì lúc đó cũng gần giờ đi lễ rồi. Thì em mới kêu bé ơi gần tới giờ đi lễ rồi, vô tắm rửa đi lễ. Mình là binh đạo Thiên Chúa. Dạ. Dạ. Thì xong là nó đi. Nó đi xong đi lễ ra rồi thì cũng thấy nó đứng ở cổng nhà thơ. Nó cũng chạy theo về tới nhà, cũng nó đứng ở đường chứ không có nhà. Ừ. Con bé là cũng ở trong nhà. Bé cứ ngồi bận điện thoại rồi nó lên thay đồ. Em nói em mới nói chứ. Nó vô chơi thì mở cửa ra, thắp điện lên chứ ngồi trong nhà đàng hoàng chứ không phải chú rút ngoài đường á. Thì nó cũng mở cửa, nó ngồi trong nhà chứ nó không ra. Xong rồi lên thay đồ thì nó nằm trên phòng vậy á. Thì lúc nó xuống nó uống nước thì uống nước xong ấy ra cổng thì mình một xíu mình đi ra theo là nó bị mất tích. Khi đi con gái nhà mình có đem theo quần áo gì không? Không có quần áo gì hết. Tiền bạc tài sản không? Tiền thì không, chỉ có sợi dây chuyền và chứng nhận trên tay thôi. Dạ, là mình chắc chắn 100% là Linh sẽ cái cậu bạn trai đấy dạ, đi đúng. Và chính cái cậu bạn trai đấy là người chở đi đúng không ạ? Không xin phép luôn. Không, cậu nó cũng thấy luôn. Mà cứ tưởng là trong cái câu chuyện tình cảm của con gái nhà mình và cái cậu thanh niên đấy, gia đình nhà mình có cấm cản gì không? Không, trước mình giờ không, mình không cấm cản gì hết. Không cấm cản gì ha. Bản thân cả anh mình và chị mình cứ nhắc nhở nó thôi. Là mình phải con gái mình phải từ từ mình tìm hiểu. Mình phải có giá của mình chứ, người ta nghe thương mình người ta phải tới xin người cha mẹ cưới họ đàng hoàng. Chứ không là không còn có đừng có gần gũi quá. Mình cứ nói vậy thôi, mình cứ nhắc nhở vậy. Theo như chị rằng là cái cậu thanh niên này là bản thân chị nhận xét như thế nào? Đến cái giờ phút này thế em tìm hiểu trên mạng mấy cái bàn gái của nó quen lúc trước á. Nói cái thằng đấy nó cũng có con riêng rồi. À, tức là đã có vợ, có con không rồi. Có vợ, nhưng mà có con riêng, quen mấy con vậy đó. Và vợ con 4 tuổi rồi. Dạ, tức là gia đình nhà mình đã tìm hiểu. Từ mới lúc bé bỏ đi thôi. Mới tìm ra mấy nhắn tin mấy cái bàn của thằng đó. Dạ. Mình tìm tin tung tích. Dạ, rồi sao nữa chị? Thì bà nó nói như vậy đó. Nó có con riêng 4 tuổi rồi. Nhưng nó làm ở trên Sài Gòn, nó làm bảo vệ gì đó, mình cũng không rõ. Mình có nhờ anh bé đó là tìm giúp địa chỉ của thằng đó cho mình. Mà nó chưa trả lời gì hết. Trong suốt quá trình thời gian gần cái ngày mà con mình bỏ đi, có bao giờ con gái nhà mình than phiền điều gì với lại cha mẹ không? Trong nó bình tĩnh lắm anh ấy. Không ha? Không, nó bình thường. Cha mẹ có la dày gì bé không? Không, không la gì hết. Không la dày gì đúng không? Bình thường. Khắt khe không ạ? Không. Không khắt khe. Không cho đi chơi thôi, tại vì nó khờ lắm, không cho ra ngoài. Sợ bị dụ, sợ bên ngoài nhiều cạm bẫy cám rổ. Không cho ra ngoài. Rồi đi đâu là thì có em đi thì nó mới đi. Và bây giờ thì hôm nay anh chị về đây nhờ điều chỉnh với Thanh Hải, đó là tìm con gái mình. Yeah. Cái điều mà cả hai vợ chồng anh chị lo lắng nhất bây giờ là cái gì? Em lo nhất bây giờ sợ cái thằng đó nó lợi dụng nó bạn đi làm ở bên Campuchia hay là đi đâu gì đó. Rồi phố đồng đĩa gì chẳng hạn vậy, em sợ lắm. Rất sợ đúng không ạ? Sợ rằng khờ quá. Con gái nhà mình khờ quá. Mà cái cậu thanh niên kia chắc gì đã tốt. Sợ con gái nhà mình bị cậu này đưa vào những quán karaoke, massage kích dục trá hình. Thậm chí có thể rằng là sẽ đưa đi những nơi khác xa hơn. Đúng không ạ? Thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm tiếc. Thời gian vừa qua đội xỉn với Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều vụ việc về các em gái thiếu nữ tuổi đời còn rất nhỏ cũng như đã trưởng thành cũng bị các bạn trai, các thanh niên dụ dỗ, nói những lời ngon tiếng ngọt, và rồi thì những cái kết rất là chát đắng. Đó là những câu chuyện mà đội xỉn với Thanh Hải ghi nhận hoàn toàn có thật. Em rất mong rằng lần này con gái nhà mình sẽ không rơi vào những tình trạng trường hợp như vậy. Hy vọng bé vẫn đang lanh quẩn đâu đó, một hai ngày tới bé sẽ về.
thì chị có điều nào chị muốn nhắn gửi tới con gái của mình không? Nếu con gái của mình xem được cái video này, để bé quay trở về. Dạ ba mẹ rất mong con về. Chị cứ nói đi, nói cái nỗi lòng của chị đi. Không phải mẹ khắt khe không cho con đi chơi là vì mẹ ghét bỏ con, mà là vì mẹ thương con, muốn con an toàn. Chị cứ nói hết nỗi lòng của chị đi. Ba mẹ bây giờ rất nhớ con, mong con về nhà. Giờ chỉ mong con an toàn đi về thôi. Mẹ không muốn nhìn nữa hết. Nếu có yêu thương ai thì cứ về nói với lại cha mẹ, cha mẹ sẽ đồng ý. Mẹ không ngăn cấm gì hết. Địa bàn miễn sao bàn con nó thật lòng, mẹ sẽ chấp nhận hết. Rất là buồn, một câu chuyện rất là buồn. Chị thẳng thắn có điều nào chị muốn chia sẻ gửi gắm tới cái cậu thanh niên mà dẫn con gái nhà mình đi hai ngày qua? Em mời chị. Gọi tên cậu đấy ra. Cô muốn nhận lời với con. Nếu con mà thương con của cô á, thì cứ nói ba mẹ xuống, nói chuyện với cô. Cô, nếu con thích lòng với con cô thì cô sẽ cho hai đứa con đến với nhau chứ không ngăn cấm gì hết. Nếu cô, con phải đưa cô, con cô về cho bình an. Có gì về nhà thì con nói với cô chủ thì cô chủ sẽ... Chị cứ thẳng thắn chị nói đi. Nếu thật sự cái cậu đấy mà yêu thương con gái nhà mình thì hãy nhanh chóng, trước tiên đang ở đâu đó là phải nhanh và luôn gọi điện về báo tin. Thứ nhất để cho cha mẹ yên tâm. Cái thứ hai là thu xếp sắp xếp thời gian sớm nhất có thể là đưa con gái nhà mình về. Chị cứ nói để cho cậu đấy hiểu. Có lẽ rằng là người mẹ đang rất là xúc động. Dạ rồi, em xin phép là được chuyện trò cùng với lại cha của bé. Dạ anh trai, một lần nữa anh trai giới thiệu anh trai họ tên là gì? Trần Thúc Kỹ. Anh là đến từ Đồng Nai. Đồng Nai. Và hôm nay là cùng bà xã lên tìm con. Thì anh có thể bổ sung chi tiết thêm về cái sự việc mà con gái nhà mình trong quá trình ở nhà cũng như là bị cậu thanh niên đấy dẫn đi. Em mời anh. Tôi thì giờ mong là coi như cái bạn trai của nó là Nguyễn Gia Huy này nè, là mong sao sớm nhất là cứ liên lạc với tôi, cứ thẳng thắn nói chuyện với tôi. Rồi coi như là có gì đó, cứ thắc mắc gì cứ nói thẳng trực tiếp, gọi điện về cho tôi để tôi hiểu và tôi biết, tôi sẽ chia sẻ thêm. Còn như đừng mình là đàn ông là mình phải làm cho nó rõ ràng như vậy, chứ không phải trộn lũi nào có chỗ nào trong góc đó như kiểu mà một con người vô hình là không được. Tôi không thích như vậy, cứ thẳng thắn nói như vậy. Đó là tôi có những lời nói đến cái cầu này, là cái cầu mà đang dẫn con tôi đi đó. Đó là tôi muốn gửi gắm tới cầu này như vậy thôi. Còn như tôi thì tôi cũng muốn coi như mọi người trên Việt Nam mình đây, nếu biết được cái bài này nhớ chia sẻ và tìm giúp cho con của tôi được mau sớm về gia đình của tôi. Tôi cũng mong như vậy thôi. Bản thân anh trước giờ có bao giờ la dày con gái nhà mình không? Không, tôi chưa bao giờ la dày. Tôi có nhiều khi nóng thì tôi còn la đơn sơ thôi. Nhưng theo như anh, con nhà mình thì đã khờ như vậy rồi, bé còn cái gì nữa không? Đâu, nó khờ mà nó chậm chạp lắm. Chậm lắm hả? Thời gian này nó đúng ra thì tôi ít ở nhà, tôi đi làm xá đó, ít ở nhà nên gì. Anh trai làm công việc gì? Tôi chăn nuôi ở xa thôi, chứ tôi không ở gần nhà lắm. Tức là ở nhà chỉ về tiếp xúc lắm. Ở nhà chỉ có mẹ với lại ba đứa con ha. Tức là có bà xã. Nhưng mà thời gian này thì đứa em nó đi nghĩa vụ quân sự rồi thì nó không có ở nhà nữa. Con trai út thì sao ạ? Trai thứ nhì đó. Trai thứ hai ha, lên đường nhập ngũ. Đó. Thì đó nên gì tôi cũng thường xuyên ở nhà nên gì tôi cũng không biết. Đó. Tức là nói chung thì cũng cha con ít được gần nhau ha. Đúng rồi. Và cái điều mà anh mong muốn như bao người cha khác là luôn luôn thấy con mình khỏe mạnh, hạnh phúc từng ngày. Đúng rồi. Và cũng rất mong muốn rằng tương lai của con mình có một tấm chồng
để cuộc sống được hạnh phúc hơn. Và cái sự việc đến ngày hôm nay thì thật sự đây là một cái bước khởi đầu mà cảm thấy rất là buồn, buồn vô cùng. Dạ rồi thì sự việc của hai vợ chồng anh chị thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội cũng như là lên đường, mọi nẻo đường bắt đầu đi tìm kiếm. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ tìm thấy là con gái nhà mình. Cái sự việc nhà mình thì nhà mình có báo cơ quan chức năng công an chưa? Cũng báo công an rồi. Trong hai ngày nay thì gia đình nhà mình có liên lạc được với con gái không? Nó trần sổ hết rồi, gọi tới là không được. Tức là khi con gái nhà nhưng mình đi... Nhưng mà nó có nhắn tin về bên gì nó, mà mình nghi ngờ là không phải nó nhắn tin nữa. Mình con gái nhắn. Tức là có mang điện thoại đi. Có mang điện thoại đi. Nhắn như thế nào ạ? Nội dung ạ? Nội dung thì nó kêu nhắn về gì nó gửi qua lại thì gì nó nói ba mẹ đừng lo, nó đi, nó ổn định, nó làm, vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Bé có nói lý do gì bé đi? Không, nó không nói lý do. Nó nói ở nhà chán vậy thôi. Ở nhà chán? Ừ, không. Tại nó mình thấy chậm chạp nó làm được cái gì đâu mà làm. Thì gia đình mình có nghĩ rằng cái thời gian qua con nhà mình cũng do là con nhà mình cảm thấy ở nhà không được đi ra ngoài tiếp xúc môi trường bên ngoài nên bé ở nhà hoài, bé chán. Lý do đó mà bé bỏ đi? Cũng không phải đâu. Nó không lâu lắm rồi. Tại nó hâm 1, hâm 2 tuổi rồi thì mình không nghĩ là nó ở nhà hoài chán đâu. Dạ. Đó, mà đây cái này có tác động, có tác động. Đúng không ạ? Mà đúng cụ rồi. Thể chính xác là cái người bạn trai, đúng rồi, cái này là theo như bản thân anh khẳng định là bao nhiêu phần trăm? Tôi nói phải 90%. 90% ha. Tại vì con gái tôi là tôi biết mà. Dạ. Mình có liên lạc được với cái người cậu bạn trai đấy không? Cũng không được luôn. Mình có số không ạ? Cũng không luôn. Không có số. Mình có biết một cái manh mối gì không? Không biết luôn. Facebook, Zalo gì mình không? Facebook thì có thì coi như là mình cũng kết bạn mà cậu cũng chẳng. Trước giờ trước khi con gái đến nhà mình ấy, là mình không có một cái nguồn gì để mình liên lạc ạ. Đúng rồi, không có nguồn gì. Tại vì nó đúng là tôi khi về nhà cũng không gặp cầu đó bao giờ nữa. Dạ. Nên gì cũng không. Như bản thân chị thì mình có một cái nguồn gì để liên lạc không? Không. Không ha. Thì mình suy nghĩ có mình khờ thì quen nói chuyện ở nhà về thôi chứ thì không có cho đi ra ngoài nữa. Khi mà đến ấy thì lần đầu tiên mà đến nhà mình thì cậu ấy ăn mặc như thế nào? Thì cũng áo cọc tay hay dài tay? Áo thun cọc tay. Xăm bích hai tay không ạ? Giống như có xăm trong người. Xăm trong người ha. Là sao mình thấy được hình xăm đấy hay là con gái mình kể? Nó cũng bay ra ngoài như mình thấy. À. Cách nói chuyện và cách ăn nói ngọt đó. Khéo léo, lần đầu tiên đến mà tạo độ uy tín cao. Đến lần đầu tiên đến ra mắt nhà người yêu thì ít khi mà để sơ hở được cái khuyết điểm lắm. Đúng ạ. Dạ rồi thì những cái thông tin mà bản thân anh và chị vừa rồi chia sẻ đó là những cái thông tin cực kỳ là quan trọng để giúp cho anh em đội sĩ cũng như là toàn bộ quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng có thêm nhiều cái manh mối để mà giúp đỡ việc tìm kiếm con gái nhà mình về sớm hơn. Và em hy vọng rằng khi mà tìm con gái nhà mình về thì bản thân anh chị cũng nên dành thời gian rất nhiều để quan tâm con, tại vì con nhà mình như anh chị chia sẻ thì không được như con nhà người ta, đúng không ạ? Bé cũng khờ và chậm chạp. Em rất mong rằng mình lấy cái tình cảm của cha mẹ mình quan tâm nhiều hơn để mình bù đắp cho con, để cho con hiểu hơn. Có thể rằng là con gái nhà mình chưa thể hiểu hết được cái lòng của cha mẹ. Đôi khi cha mẹ vì tốt cho con không cho con ra ngoài, nhưng bé khờ, bé lại suy nghĩ những cái đấy là cha mẹ đối xử khắt khe, bé suy nghĩ theo một cái chiều hướng lệch lạc hơn. Nên em rất mong rằng khi bé về rồi thì mình quan tâm thấu hiểu để con cần gì và muốn gì, giúp cho gia đình càng ngày càng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đó là em góp ý một phần nhỏ của em thôi nha anh chị nha. Anh chị còn điều nào muốn chia sẻ nào không? Bây giờ là tôi còn một điều nữa là tôi cầu mong sao bên đội hiệp sĩ vậy là cộng đồng mạng nhớ và cố gắng và giúp đỡ cho con tôi quay về nhà là được rồi. Đó là cái điều chắc chắn rồi. Anh chị cứ yên tâm, khi bản thân anh chị lên đây, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Không riêng gì anh chị mà tất cả các cô chú anh chị ở mọi tỉnh thành khi về đây giúp, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đều giúp hoàn toàn miễn phí. Khi mà con gái nhà mình về, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng không cần hậu tạ, không cần quà cáp, không lấy một đồng bạc nào, chỉ cần một tiếng cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là toàn bộ quý cô chú anh chị. Như vậy là đủ để mà vui và ấm áp rồi. Thôi giờ tôi thay mặt thì tôi cảm ơn là coi như trước đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã trước ra. Và cảm ơn quý cô chú anh chị cộng đồng mạng. Yeah.
Yeah. Một lần nữa thì chị đọc lớn con họ tên con gái nhà mình lên. Con tôi tên Trần Thị Diệm Quyên, sinh năm 2002. Bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi ngày mùng 4, à ngày mùng 2 tháng 4. Tới nay đã là 2 ngày. Dạ. Yeah. Nếu quý cô chú anh chị nào có thấy bé Quyên như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để giúp bé quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Thì toàn bộ câu chuyện mà giữa cha và mẹ của bé chia sẻ thì quý cô chú anh chị cũng đã hiểu một phần nào. Thì em rất mong rằng tất cả quý cô chú anh chị khi mà xem video này hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ người Thanh Hải, chia sẻ lan tỏa trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho bé sớm xem được, cũng như là cái cậu thanh niên này có xem được, để đưa bé quay trở về nhà một cách an toàn một ngày gần nhất. Và em cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước trong suốt quá trình thời gian qua đã luôn đồng hành chung tay góp sức kề vai sát cánh với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, giúp nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi, toàn bộ câu chuyện của vợ chồng anh chị vừa chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Đúng. Nếu có gì sai trái thì vợ chồng anh chị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, có đồng ý không ạ? Dạ vâng. Vợ chồng anh chị có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ bỏ, anh chị có đồng ý không ạ? Dạ rồi, thì em cảm ơn câu chuyện của anh chị rất là nhiều. Em không biết nói gì hơn, thì em chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui đặc biệt, đó là con gái nhà mình sẽ quay trở về nhà một cách an toàn một ngày gần nhất. Dạ rồi, em xin phép chào anh chị. Dạ. Được, em chào.